Ly Kỳ năm địa danh chấn yểm phong thủy ở Sài Gòn. Sài Gòn nổi tiếng với những công trình kiến trúc đặc sắc, trường tồn qua thời gian. Thế nhưng ẩn sau vẻ đẹp của những công trình này lại là muôn vàn câu chuyện ly kỳ, kích thích trí tò mò của con người. Mặc dù vẫn chỉ là những câu chuyện truyền miệng, không có đủ cơ sở khoa học để chứng minh, nhưng chính lối kiến trúc đặc biệt và những câu chuyện xung quanh của chúng cũng khiến ít nhiều người tin tưởng vào những điều này. Hồ Con Rùa. Nhiều người kể lại rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vốn là người đa nghi. Bởi vậy, sau khi nhậm chức Tổng thống, ông luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng cho vị thế của mình. Vào năm 1967, một thầy địa lý đã mách nước cho ông Thiệu xây dựng hồ Con Rùa ở vị trí đuôi rồng với hy vọng con rùa là một trong tứ linh, long, lân, quy, phụng, có khả năng chấn giữ đuôi rồng, không cho rồng vùng vẫy khi thức dậy. Tự đứng vươn lên cao ở giữa hồ chính là chiếc đai đinh đóng xuống đất để yểm đuôi rồng. Một thoại khác kể rằng, nếu nhìn trên bản đồ chụp từ vệ tinh, thì bảo tàng chứng tích chiến tranh thẳng trục với Dinh Độc Lập, hồ Con Rùa thẳng trục với nhà thờ Đức Bà. Bốn công trình nổi tiếng này đều được xây dựng tại những địa điểm mà xưa kia ít nhiều dính dáng đến long mạch của Sài Gòn. Và càng không phải ngẫu nhiên mà tạo thành một hình vuông, nếu chiếu bóng sẽ trở thành một đường thẳng. Độc Lập. Có lẽ đây là một trong số những nơi được dân chúng quan tâm bàn tán nhiều nhất vì nhiều câu chuyện liên quan đến phong thủy. Nét nổi bật của dinh là mặt tiền với 3 tầng lầu và cột cờ sổ dọc tạo thành chữ vương trong Hán tự. Nhưng bên trên lại có một tầng thượng nhỏ giống như một dấu chấm ở trên đầu chữ vương để tạo thành chữ chủ. Tức là các nhân vật chính trị thời xưa, nếu có cơ may cư ngụ tại dinh Độc Lập thì chỉ là những người chủ nhà tạm thời mà thôi. Việc xây dựng hồ Con Rùa để chấn đuôi rồng, thầy địa lý còn cho rằng, tuy nhìn bình diện từ trên cao xuống, mặt bằng dinh có hình chữ cát, nhưng trước mặt lại có con đường từ thảo cầm viên đâm thẳng vào như một mũi tên. Đó là điều đại kỵ trong phong thủy. Thế là ngài Thiệu bèn trích công quỹ ra 2 triệu đồng, thuê một pháp sư yểm cho lá bùa chôn ngay giữa cổng chính. Đồng thời phía trước dinh, ông Thiệu còn bố trí những rào sắt chắn, vừa tạo thành vật cản chặt đứt mũi tên theo lời thầy địa lý, vừa chặn được những đám biểu tình đấu tranh của dân chúng lúc bấy giờ. Xa lộ Hà Nội. Xa lộ Hà Nội, trước gọi là xa lộ Biên Hòa, bắt đầu từ ngã tư Hàng Xanh, kết thúc tại ngã ba Bến Đỗ. Nhìn từ trên cao, tuyến xa lộ Hà Nội như một con rồng uốn trên vùng đất có cả đồi và trũng, lượn vắt qua cả sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Chuyện xưa kể lại, năm 1961, tại Thị Nghè, ông Ngô Đình Diệm cắt băng khánh thành, khai thông xa lộ Biên Hòa. Tới năm 1963, anh em nhà họ Ngô bị phe đảo chính giết. Các thầy phong thủy giải thích rằng, khi khánh thành xa lộ Biên Hòa, ông Diệm đã đứng ở Thị Nghè để cắt băng là không đúng chỗ, vì đây là vùng triền trũng đổ ra sông Sài Gòn, là nơi thấp của cả tuyến xa lộ Hà Nội. Như vậy đã phạm vào luật phong thủy khởi hạ thành thượng. Tức là khi thi công, khởi sự thì chọn nơi thấp, khi đến việc khánh thành thì chọn nơi cao mà làm lễ. Sau này, tuân theo quy luật đó, khi khởi công mở rộng xa lộ Hà Nội hay xây cầu vượt, người ta đã chọn khu vực ngã tư Thủ Đức làm nơi khánh thành. Khám Chí Hòa. Trại giam Khám Chí Hòa được một kiến trúc sư người Nhật thiết kế và xây dựng vào năm 1943 theo thuyết ngũ hành bát quái. Khám Chí Hòa cao 3 tầng lầu, có hình bát giác với 8 cạnh đều nhau, 8 góc A, B, C, D, E, F, G, H tượng trưng cho 8 quẻ: Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Cẩn, Khảm, Đoài, Ly. Mỗi cạnh của bát quái trận đồ là một khu, lưng xây vịt kín phía ngoài, còn phía trong toàn song sắt. Toàn khu trại giam chỉ có một cửa vào, người ta gọi đó là cửa tử. Người bình thường khi bước qua cửa tử sẽ mất hết phương hướng, như lạc vào một mê cung trận đồ, không thể tìm thấy lối ra. Qua cửa tử là hệ thống đường hầm. Người ta đùa rằng, sở dĩ âm binh chứng khí tại nơi này quá nặng là vì những tù nhân chẳng may qua đời ở đây thì linh hồn bị bát quái trận đồ giam giữ, không thể nào thoát ra được. Ngay tâm của bát quái trận đồ cũng có một đài phun nước như cột cao của hồ Con Rùa. Nhìn từ trên cao, đài phun nước này có hình dáng của một thanh hương đâm thẳng xuống đất. Những giai thoại về Khám Chí Hòa đều gọi tên nó là Chu Tiên Kiếm. Thuận Kiều Plaza. Nhiều năm trôi qua, những câu chuyện về oan hồn, quỷ ám và cả sự đồn thổi về phong thủy, bùa ngải nhằm lý giải cho sự thất bại của tòa nhà đã thu hút sự hiếu kỳ của không ít người. Có tin đồn cho rằng
một ông chủ đầu tư người Hồng Kông đã bỏ tiền ra xây dựng tòa nhà không vì mục đích kinh doanh, mà để trấn chặt vũ khí cho khu chợ lớn quận 5 không bị thoát ra ngoài. Cũng có người phán, thoạt nhìn từ xa tòa nhà giống như hình ba cây nhang, là cách ấn chặt để một mặt tà khí không thể xâm nhập, mặt khác có tác dụng giữ được mạch khí cho khu vực. Có tin đồn lại cho rằng đã có đoàn phong thủy giỏi từ Trung Quốc sang thành phố Hồ Chí Minh giải mã cho tòa nhà và kết luận rằng nơi này phạm phong thủy do nó giống như con tàu ba buồng nhưng phần cột quá to, trong khi thân tàu còn quá nhỏ nên mất cân đối, dễ đắm. Đường Đỗ Ngọc Thạch xẻ dọc khu B và khu C không thắc gì đục một lỗ thủng vào con thuyền Thuận Kiều Plaza khiến nó bị đắm trong thời gian rất ngắn.